Thưa quý vị, ngày 15 tháng 9, Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu thông báo về việc thực hiện phong tỏa giãn cách, phục vụ xét nghiệm sàng lọc đối tượng nguy cơ và địa bàn nguy cơ nhằm mục tiêu kiểm soát dịch COVID-19 đợt 3 lần 2 trên địa bàn huyện Gò Dầu cụ thể như sau. Thời gian thực hiện lấy mẫu xét nghiệm bắt đầu từ 7 giờ sáng theo lịch từng địa phương như sau. Ngày 16 tháng 9 năm 2021, tổ chức lấy mẫu test nhanh kháng nguyên đơn tại các ấp khu phố có mức độ nguy cơ cao, dùng cam, gồm thị trấn Cò Dầu, khu phố Nội OB, khu phố Thanh Bình A, khu phố Thanh Bình B, xã Thanh Phước, ấp Trăm Giàng 2, ngày 17 tháng 9 năm 2021, xã Phước Trạch, xã Phước Thạnh, xã Cẩm Giang, xã Thành Đức, ngày 18 tháng 9 năm 2021, xã Hiệp Thạnh, xã Phước Đông, xã Bầu Đồn, ngày 19 tháng 9 năm 2021, xã Thanh Phước, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Phước Đông, ngày 20 tháng 9 năm 2021, tại thị trấn Gò Dầu. Trong thời gian tiến hành lấy mẫu tại địa phương nào sẽ thực hiện phong tỏa giãn cách địa phương đó cho đến khi có kết quả xét nghiệm được công bố. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn cung cấp số điện thoại đường dây nóng đến từng hộ dân để liên hệ trong trường hợp cấp cứu, cấp thiết hoặc cần hỗ trợ mua lương thực nhu yếu phẩm trong thời gian thực hiện phong tỏa giãn cách.